Anh ơi chờ em tí. Chị đâu vợ? Anh đi công tác lâu ngày, em sợ anh sẽ không vượt qua được cám dỗ của những người phụ nữ khác. Anh cầm lấy ba báo ba con sói đi nhá. Dù không nghĩ đến vợ nhưng anh cũng phải biết bảo vệ lấy sức khỏe của bản thân. Wow. Ôi vợ yêu của anh thật là chu đáo và rộng lượng. Anh cảm ơn vợ nhiều. Không có chí mà anh ạ. Quan trọng là vợ chồng mình phải hiểu nhau. Wow. Vợ đã hiểu anh rửa thì cho anh thêm vài cái nữa đi. Thôi anh từng nỡ được rồi. Em cũng còn có chục cái để dùng ở nhà nữa. Anh có hỏi em máy đi bạn được 3 triệu không? Máy đi mua được 2 triệu thôi em ạ. À. Dạ, 2 triệu cũng được anh ạ. À. Để anh kiểm tra máy tí đã nha. Máy đi camera mơ của em ạ. À. Sửa cùng hết 1 triệu mất rồi. Thành trừ đi 1 triệu em nhé. Trừ 1 triệu à anh? Dạ. Màn hình cũng hơi mơ em ạ. À. Thấy cái màn hình thì cũng hết 1 triệu rồi. 1 triệu nữa à? Rửa cũng được. Cả vỏ cũng sợ của em ạ. À. Vỏ đi anh phải thấy thôi. Thấy thì cũng hết tầm 500 nữa em ạ. À. Là Thành trừ đi 500 nữa em nhé. Rồi dư em bán con được mấy nữa anh? Thì như anh nói đó. Trừ đi cái tiền camera là 1 triệu. Trừ đi tiền màn hình 1 triệu. Trừ đi kia vỏ 500 là thành 2 triệu rưỡi em nhé. Thành em còn thiếu anh 500. Rồi dư em phụ anh 500 nữa là được chứ. Đúng rồi. Rồi cảm ơn em nhé. Em về đã. Chào khách quen. Dạ anh, quán ta có cho vay tiền mặt không anh hả? Có em ạ. Anh cho em vay 5 triệu nhá. Anh còn có 2 triệu rưỡi thôi em ạ. Dạ 2 triệu rưỡi cũng được anh. Đấy em nhé. Rửa là anh còn nợ em 2 triệu rưỡi thầy. À. Em cũng nợ anh 2 triệu rưỡi. Là ta hoa. À. Là xì xóa hết nợ anh nhé. Ừ, đúng rồi em. Em cảm ơn nhé, em về đã. Anh ơi, em thi đầu, em có bằng lái ô tô đây rồi này. Thật à vợ, rửa nhánh ta lại có ô tô đi mô. Thầy toàn xe sáng rồi anh có đủ tiền mua cho em không? Tiền gì mà tiền, nhìn cho kỳ những cái xe đó. Ra ngoài đường mà thấy thì tránh cho xá nha. Đấm trúng một cái là bay cả nhà cả cửa đó. Chị ơi em sửa xong ống nước rồi nhá. Chị kiểm tra đi. Nhà chị rồng vậy là đẹp quá chị hay. Không giấu gì em, vì ham tiền mà chị lấy một ông tỷ phú ra. Sống với nhau bao nhiêu năm mà chưa có con thì ông ấy mất. Bây giờ chị không thiếu tiền mà chị thiếu tình cảm. Và mong có một đứa con. Em có thể giúp chị chuyện đó không? Được chị ạ. Ôi chị cảm ơn em đã thấu hiểu nỗi lòng của chị. Mẹ, xin mẹ hãy nhận một lạy của đứa con ngoan này. Hay hốt mà. Dư ăn xong rồi ai rửa bát đấy hầy? Dư oản tu ti, anh thắng thì em rửa, anh thua em cùng rửa. Hả? Còn hoa thì anh rửa. Hãy chơi luôn. Nhưng mà không phải chơi với em. Rửa chơi với ai? Nani? Đây, chơi vào gương đi. Hay hốt mà. Thằng Tùng, bố hỏi, nếu mà giờ con đi ra đường, con thấy một túi tiền, một túi đạo đức, thì con sẽ nhặt túi mơ. Túi tiền. Bố biết ngay mà, đúng là trẻ trấu, có tiền mà không có đạo đức, thì sau này chỉ có đi ăn cướp thôi con à. Nếu như bố thì bố nhặt túi chí. Tất nhiên là túi đạo đức rồi. Giữa thì ai thiếu cái chí thì chắc nhặt cái đó hay bố hay. Vợ ơi, anh mua được cái cành để đi tân giá rồi. Nhánh ta đi thôi. Dạ, chờ em trang điểm một tí. Ừ, nhánh nha. Em xong rồi, ta đi thôi. Ờ, ta đi thôi vợ. Hay hốt mà. Ăn xong rửa bát đi con gái nha. Hôm qua con rửa rồi, hôm nay con không rửa nữa.
đứa nào đi rửa mẹ cho 100k. Con rửa mẹ ơi. Ui, anh không quen rửa mà. Mẹ ơi, 80.000 con đi rửa liền. 60.000. 40.000. 20.000. 10.000. 5.000. 2.000. 1.000. Đi đi. Hay hốt đi mà. Không nói nữa. Có chi sai sai hay? Không có chi sai cả. Em có 1.000 cho anh này, đi rửa nhánh đi. Trông ơi, em mày bị ngã xe. Trời ạ, có bị làm sao không? Cũng không sao đó. Đưa anh xem nào. Hả? Hay hốt đi mà. Sự khết thế này mà kêu không sao. Mẹ ơi, cho một viên ăn trắng với. Không bao đâu. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Vừa trẻ trấu à? Anh có sợ không? Sợ chứ, phí Mary mà sợ thì còn gì nữa là đàn ông. Ai hốt đi mà. Ở nhà mà không nấu ăn cho vợ, lo mà chơi game. Thách em tạp thêm một lần nữa đó. Máy bà đang còn nghe lời anh đó. Lần này anh thả cho. Để anh đi nấu ăn cho một. Anh nghe quán ta con bán gạo không? Có em. Mỗi một cánh như bữa trưa cả em. Không anh. Lấy cho em 10 làng thôi. Hả? Thì 10 làng về một cánh là một mà em. Nhưng mà em lấy 10 làng thôi, không lấy một cân. Em đi hay ấy. 10 làng về một cân là một mà. Leo nheo, vừa va vừa vẩn. Leo nheo chứ mà leo nheo. Vừa trước em mua với anh một cân mà về nhà được có 6 làng. Hả? Vừa va vừa vẩn. Hay hốt đi mà. Thôi để anh cần cho em 10 làng. Em đi nha, ở nhà ngon nha. Vợ ơi, chưa đưa tiền sinh hoạt cho anh. À, tí nào quên. Hiểu rồi. À khoan ạ, dư vì dù em đi khỏi mà có một cô gái là lên giường anh nằm thì anh định làm răng. Răng cô ấy lại chạy lên giường anh được. Em nói là đến dư. Rồi thì anh sẽ nhủ cô ấy ra ghế sofa ngủ. Em cho anh thêm một cơ hội. Nếu như chính em là cô gái đó thì anh sẽ làm răng. Nói mau. Cút, bố cút cho tôi. Đồ con gái vô liêm sỉ. Tốt tốt. Lời hai đó. Với anh tự chọn rửa được chứ? Được đó, tư chối như rửa anh nha. Trông ơi, Việt em hôm nay có gì mới không? Đâu có cái gì khác đâu. Vừa mới đi lấy cao răng về đó. Hả? Vừa có cái gì mới cũng không biết. Đúng là thằng chồng ích kỷ vô tâm. Trông ơi, đồ trông biết hôm nay vừa có gì mới. Đâu, hạ miệng ra anh coi. Không phải hả? Vợ có cái chi mới cũng không biết thì đàn anh. Bên đi vợ không có cái chi mới cũng không biết. Đúng là thằng chồng ích kỷ, vô tâm. Các bác ơi, các bác ơi, chồng em may mắn thật đó. May mắn gì vậy ba? Vừa qua ông mua bảo hiểm tai nạn mà bên đi đã bị gạch rơi thùng đâu rồi. Hả? Ai hốt mà. Anh yêu, anh ở nhà trông con để lát em đi ra ngoài có việc chứ. Em ơi, anh phải ra ngoài giờ, anh có hẹn với bạn bè. Đã nói ở nhà không đi mất ạ. Anh mà bước chân ra khỏi cửa là chết với tôi. Hả, anh sợ gì mà anh không dám ở nhà. Bố ơi bố, được tiếng mà không được miệng, nghĩa là chi bố? À, nghĩa của câu đó cũng giống như việc mẹ của con hay nói về bạn bè của mẹ là bố quyết định tất cả mọi việc trong nhà. Hả? Ai hốt mà. Khi chồng giận vợ, không muốn nói chuyện với vợ. Hả? Hả? Ai hốt mà. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ai ăn xong sau rửa bát nha. Ủa?
Nó rồi, không ăn được. Đó rồi, đòi đi nha. Đang đòi quá, để làm thêm đòi nữa.